Bây giờ trước tiên, khi mà bước sang phần phương pháp viết bài văn nghị luận văn học thì chị có một số những cái điều tổng quan muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Phần 1 lớn là phần khái quát về đề văn nghị luận văn học. Chúng ta liên quan tới cái dạng đề viết bài văn ấy thì có thể xuất hiện 4 dạng đề như sau. Dạng thứ nhất là dạng phân tích hoặc cảm nhận một cái dẫn chứng, một cái đối tượng văn học nào đấy. Phân biệt giữa phân tích và cảm nhận thì như rất là nhiều lần chị cũng từng chia sẻ, nhưng nếu như có những bạn chúng ta vẫn còn lăn tăn ấy thì các em có thể hiểu phân tích là chia tách một cái đối tượng ra thành từng phần nhỏ và cảm nhận về từng phần ấy. Ví dụ chúng ta phân tích về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ thì chúng ta chia bài thơ đấy ra 6 khổ và chúng ta lần lượt phân tích và cảm nhận từng khổ một. Đúng chưa? Đấy. Thế còn cảm nhận thì sao? Cảm nhận thì có nghĩa là chúng ta sẽ bày tỏ cái cảm xúc này, cái quan điểm cá nhân của chúng ta liên quan tới một đối tượng nào đấy. Và để cảm nhận được thì chúng ta cũng cần cảm nhận về từng phần nhỏ trong đối tượng đó. Chốt lại thì trong phân tích có cảm nhận, mà trong cảm nhận thì cũng có phân tích. Và với đề bài thi vào 10 của chúng ta ở mức độ đại trà, nghĩa là các cái đề thi của các tỉnh ấy, tất cả chúng mình đều cần tham gia ấy, thì xoay quanh chủ yếu là dạng đề phân tích hoặc cảm nhận này. Đồng ý không? Thì trong dạng đề này chúng ta sẽ thấy là có kiểu thứ nhất là chỉ phân tích hoặc là cảm nhận về một đối tượng nào đấy thôi, và đề bài dừng lại ở đó thôi. Đề bài có duy nhất một yêu cầu như thế thôi. Đồng ý không? Và đây là dạng rất là phổ biến. Đó, vô cùng phổ biến luôn. Còn cái kiểu thứ hai là bên cạnh việc phân tích cảm nhận về một đối tượng ấy thì đề bài còn đưa ra thêm một yêu cầu phụ nữa, ví dụ như từ đó hãy bình luận về đề tài hoặc là về hình ảnh người lính, hoặc là hãy bình luận về một cái nội dung nào đấy có liên quan. Đó, thì chị gọi cái phần nhỏ nhỏ này này, từ đó này này, đó là phần yêu cầu phụ. Đấy, nhá, thì có hai kiểu như vậy ở trong dạng đề 1, và đây cũng là dạng đề phổ biến nhất. Cơ bản nhất, làm được dạng đề này thì chúng ta mới làm được những dạng đề khác. Trong những dạng đề khác đều có cái cách ta vận dụng thao tác trong dạng 1. Và trong khóa học này chúng ta cũng tập trung ở dạng đề số 1 này nhá. Đồng ý chưa? Gần như là tất cả đề thi vào 10 của các tỉnh thành thì đều xoay quanh dạng đầu tiên. Nếu như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta băn khoăn rằng là đề bài của em thì khác với cả các bạn ở các tỉnh khác. Đề bài thành phố Hồ Chí Minh thì luôn luôn là một cái điểm đến vô cùng độc đáo luôn. Năm nào đề thi vào 10 của thành phố Hồ Chí Minh cũng được đánh giá rất là cao ở cái sự sáng tạo độc đáo và phát huy cái tính sáng tạo của học sinh. Đấy, thì chị nghĩ đó là một điều rất là may mắn đấy. Thì thế nhưng mà phát huy sự sáng tạo của học sinh hay là đề bài có hơi khác một chút xíu không có nghĩa là nó nằm ngoài những cái cấu trúc dạng đề này của chúng ta đâu. Các bạn có thể xem lại đề bài năm ngoái của 2K7 ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy là có cái thường câu nghị luận văn học sẽ đưa ra cho chúng ta hai lựa chọn. Một là một câu ở mức độ đại trà và một câu là ở mức độ nâng cao. Đúng không? Đấy, thế thì câu ở mức độ đại trà thì thay vì việc là giới hạn ở một dẫn chứng thì đề bài sẽ đưa ra cho chúng ta thêm nhiều những sự lựa chọn. Nghĩa là sẽ có khoảng độ 3 tác phẩm, 3 cái đoạn dẫn chứng để chúng ta chọn. Chúng ta có thể là phân tích một trong 3 cái dẫn chứng đấy chẳng hạn. Đấy, và sẽ có thêm một cái yêu cầu phụ nữa. Đấy, thế nên rằng là các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu như các bạn lo lắng rằng là đề thi của các em ở cái cấu trúc khác thì chúng ta vẫn đang được luyện tập theo cái cấu trúc đề thi của chúng mình đấy. Đồng ý chưa nào? Nhá. Rồi, đấy là dạng đề cơ bản nhất và cũng là dạng đề chúng ta tập trung nhiều nhất nhá. Tiếp tục này, với dạng thứ hai là dạng chứng minh nhận định thì dạng này các bạn học sinh giỏi này, các bạn thi chuyên có thể sẽ quen thuộc hơn. Và với dạng đề này thì chị sẽ cung cấp thêm cái tài liệu ở trong khóa học bồi dưỡng cho các bạn để chúng ta nắm bắt được phương pháp làm cũng như là cái cách diễn đạt cho từng luận điểm của dạng đề chứng minh nhận định liên quan đến những kiến thức lý luận văn học nhé. Đấy, còn dạng thứ ba là dạng so sánh, nghĩa là đề bài sẽ đưa ra cho chúng ta hai cái dẫn chứng, hai tác phẩm khác nhau và yêu cầu chúng ta cảm nhận về hai tác phẩm ấy.
Đấy, trong quá trình cảm nhận thì chúng ta còn phải chỉ ra cái sự giống và khác nhau giữa hai dẫn chứng đấy nữa. Thì đó là dạng đề so sánh. Và năm vừa rồi thì có một tỉnh, chị thấy là có một tỉnh thành là có cấu trúc dạng đề so sánh, đưa ra là cảm nhận của em về hai đoạn thơ sau và đề bài trích một đoạn ở trong Viếng Lăng Bác với cả một đoạn ở trong Mùa Xuân Nho Nhỏ thì phải. Đấy, nhá. Đó, và chúng ta phải cảm nhận về hai đoạn đấy. Thế thì dạng đề này ấy, em nghe thấy cái ví dụ đề bài như thế, chúng ta cũng thấy là nó như là một sự nâng cấp hơn của dạng phân tích cảm nhận thôi. Bây giờ thay vì việc phân tích cảm nhận một đối tượng thì chúng ta phân tích cảm nhận hai đối tượng và có thêm cái sự đánh giá so sánh giữa hai đối tượng đó thôi nhá. Nên là nếu như mà trong quá trình các em ôn thi ở trên trường ấy, thầy cô có cho ôn dạng đề so sánh này nữa thì các bạn cũng hãy nhắn ở trong nhóm hoặc là nhắn cho chị nhé, để chị nắm bắt được thì cũng sẽ bổ sung thêm những cái buổi ôn tập hoặc là chữa đề cho các bạn với dạng đề này để các bạn nắm bắt được nha. Ok chưa nào? Rồi, đấy, và dạng cuối cùng là dạng đề liên hệ. Thì dạng này sẽ có một vấn đề chính và một vấn đề phụ. Đấy, có một vấn đề chính ví dụ như là cảm nhận của em về đoạn thơ sau. Từ đó liên hệ với tác phẩm A nào đó. Đồng ý chưa ạ? Để đánh giá về hình tượng người lính hoặc để đánh giá về một nội dung B nào đấy. Đó, thế thì nếu như dạng đề so sánh ý, chúng ta phân tích với hai đối tượng với cái tỷ lệ là 50-50 đồng đều nhau, thì dạng đề liên hệ này đối tượng chính ta sẽ phân tích 70%, còn đối tượng liên hệ ta sẽ chỉ phân tích với 30%, nghĩa là với một đoạn văn nho nhỏ thôi. Đó, thì hai cái dạng này nó rất ít chúng ta gặp phải nhá. Ok chưa? Chốt lại này, thì xuyên suốt cái chuyên đề về phương pháp viết bài văn nghị luận văn học, chúng ta sẽ tập trung ở dạng 1 là dạng phân tích cảm nhận, làm sao làm thật là nhuần nhuyễn cái dạng đề này nhá. Đấy, nên là bắt đầu từ phần 2 này trở đi này. Bắt đầu từ phần 2 này trở đi là chúng ta sẽ chỉ nói đến cái dạng đề phân tích hoặc cảm nhận thôi. Ok chưa nào? Rồi, đồng ý. Bây giờ bước sang phần thứ hai. Thế thì khi mà cầm tờ đề trên tay, các bạn biết được đề bài rồi thì các bạn cần làm những điều gì? Thì ở đây chị nêu lại 4 bước mà trong buổi khái quát đầu tiên của chúng ta ấy, buổi 1 của chúng mình ấy, tổng quan về nghị luận văn học ấy, thì chị cũng đã nói về 4 bước này rất là kỹ rồi. Đồng ý chưa? Thì nhắc lại ở đây nhá, là bước 1 là chúng ta phân tích đề, gạch chân được những cái vấn đề nghị luận và phạm vi dẫn chứng được nêu ở trong đề bài. Bước 2 là ta lập những ý chính ở trong phần thân bài. Bước 3 là chúng ta viết bài hoàn chỉnh. Và bước 4 là chúng ta đọc lại, sửa lỗi nếu có. Đấy, thì cụ thể nội dung của những bước này các bạn có thể xem lại ở trong cái buổi tổng trong cái buổi tổng quan đầu tiên của chúng ta ấy nhá, buổi 1 ấy. Đấy, thì chị có nói rất là kỹ về 4 bước này rồi. Đồng ý chưa? Thì đối với riêng dạng bài văn thì nó có một chút xíu những sự lưu ý riêng. Thứ nhất là đối với việc lập ý ấy, thì các bạn tập trung ở phần phân tích, ở cái luận điểm phân tích trong thân bài thôi, đúng không? Và khi lập ý ở luận điểm phân tích đó ấy, thì chúng ta vừa kết hợp giữa kiến thức nền và kết hợp với việc khai thác từ dẫn chứng mà đề bài cho. Còn ở trong bước 3 khi mà viết bài thì bởi vì đây là một bài văn hoàn chỉnh, nó chiếm cái thời gian lớn nhất trong toàn bộ bài thi của chúng ta, nên đây là một bước vô cùng quan trọng. Và chúng ta luôn tìm mọi cách để tiết kiệm thời gian nhất có thể. Đúng không ạ? Nhá, thì tiết kiệm thời gian bằng cách nào khi chúng ta viết đây? Chúng ta sẽ đánh vào những cái chỗ nào mà chúng ta hay mất thời gian. Ví dụ như mở bài. Mở bài là phần mà chúng ta rất hay phải cắn bút, rất hay phải băn khoăn nghĩ ngợi. Có thể là đã nghĩ ra được ý tưởng cho thân bài rồi đấy, nhưng mà mở bài vẫn mãi mãi cứ dừng lại ở đó, mãi không nghĩ ra cách viết như thế nào. Hay là cái cảm xúc trong mở bài nhá, cái phần dẫn dắt ở trong mở bài có hay thì chúng ta mới có hứng để viết những phần tiếp theo. Đấy, nói chung là để giảm thiểu thời gian, để tiết kiệm thời gian khi chúng ta viết, chúng ta cố gắng có những cái sự chuẩn bị thật là kỹ lưỡng. Đấy là lý do mà chị sẽ hướng dẫn các bạn những cách dẫn dắt trong phần mở bài, kết bài để các em không bị bí ý tưởng nhá. Đồng ý chưa? Ok chưa nào? Đấy, thì đấy là cái lưu ý với bước thứ ba. Và bước thứ tư thì chúng ta sẽ ưu tiên đọc lại phần mở bài, kết bài này, đọc lại câu đầu và câu cuối của mỗi đoạn văn trong thân bài, và đọc lại cả những phần trích dẫn chứng xem đã đúng hay chưa nữa.
Đó là một số những cái lưu ý riêng trong 4 bước làm bài của dạng đề bài văn phân tích hoặc cảm nhận nhá. Đây vẫn là 4 bước cơ bản mà chúng ta áp dụng khi viết bất cứ một bài văn hay đoạn văn nào. Rồi, thế thì bây giờ này, sau khi mà chia sẻ với các bạn về 4 bước làm bài xong thì chúng ta sẽ đi vào phần phương pháp viết cơ bản. Đây là phần kỹ lưỡng nhất, cũng là phần nội dung phức tạp nhất mà chúng ta sẽ cùng trao đổi ở trong cái chuyên đề nghị luận văn học dạng đề bài văn như thế này. Thế thì chị sẽ nêu cho các bạn về cấu trúc của một bài văn nghị luận văn học. Sau đó thì sẽ nói về cái thứ tự học của chúng ta, học từng phần như thế nào nhá. Các bạn tập trung vào đây. Đã gọi là bài văn ý, thì nó sẽ gồm rất nhiều đoạn văn. Và nó gồm 3 phần chính. 1 là mở bài, 2 là thân bài và 3 là kết bài. Nhiệm vụ nội dung của từng phần như sau. Mở bài có nhiệm vụ là dẫn dắt và nêu vấn đề. Kết bài có nhiệm vụ là tổng kết và liên hệ mở rộng. Còn phần thân bài ý, thì ở đây chị nêu ra 3 luận điểm mà bài văn nào cũng cần có. Luận điểm 1, khái quát. Luận điểm 2, phân tích. Luận điểm 3, đánh giá hoặc thực hiện yêu cầu phụ. Thì ở đây có thể chúng mình còn băn khoăn ở cái luận điểm 1 này này. Luận điểm 1 này, khi mà chúng ta biết được rằng là chúng ta sẽ viết một cái đoạn văn ngắn thôi, chỉ khoảng độ 1/4 trang giấy thi của chúng ta, 1/5, 1/4 trang giấy thi của chúng ta thôi, một vài dòng thôi, 5-7 dòng thôi, ở đầu thân bài. Nghĩa là viết mở bài xong, chúng ta có cái đoạn văn đấy, xong rồi chúng ta mới đi vào phân tích. Thì đoạn văn đó chúng ta làm cái nhiệm vụ là khái quát về tác giả này, nêu ra hoàn cảnh sáng tác, rồi nêu ra những cái thông tin khái quát về tác phẩm này, và khái quát về vấn đề nghị luận này. Thì những nội dung này có thể khi chúng ta học trên lớp hoặc là học ở đâu đó, chúng mình được hướng dẫn là tất cả những nội dung này thì các bạn sẽ không viết riêng thành một đoạn văn, mà các bạn sẽ đưa luôn ở trong phần mở bài. Đồng ý không? Nhá, có bạn nào chúng ta vẫn luôn viết như vậy và được hướng dẫn viết như vậy không? Đấy, thế thì với hai cái cách viết như thế, một là trong mở bài sẽ nêu hết về tác giả tác phẩm, thân bài là đi vào phân tích luôn. Cách thứ hai là mở bài dẫn dắt bay bổng nêu vấn đề, sau đó vào thân bài thì có một luận điểm riêng để khái quát tác giả tác phẩm. Thì hai cái cách đó, cách nào đúng cách nào sai đấy? Chị xin khẳng định với các bạn nhá, là không có chuyện đúng sai ở đây. Đồng ý chưa? Đó, thì các bạn chúng ta có thể lựa chọn nhá. Nếu như các bạn đã quen viết và các bạn cũng rất tâm đắc với việc là trong mở bài chúng ta đã nêu hết thông tin về tác giả tác phẩm rồi, thì các bạn vẫn tiếp tục phát huy cái cách viết đó, không sao cả. Và nếu như thầy cô hướng dẫn chúng mình viết như vậy, chúng ta cũng sẽ theo cái hướng dẫn của thầy cô. Đồng ý chưa? Kết hợp với một vài ý tưởng mà chị cung cấp ở bên này nữa, thì các bạn sẽ có được một phần mở bài và kết bài hoàn chỉnh thôi, không sao cả nhá. Còn với những bạn mà chúng ta được hướng dẫn là có thể tách riêng thành một đoạn để chúng ta khái quát về tác giả tác phẩm, thì chị nghĩ rằng là nên tách riêng ra. Bởi vì trong 3 rem điểm của không ít các tỉnh thành nhá, chị nói là không ít chứ không phải là tất cả, thì có số điểm riêng cho những phần khái quát này. Đó. Đề bài mà có 5 điểm cho bài văn này ý, thì luận điểm khái quát này và luận điểm đánh giá ở cuối này, mỗi luận điểm sẽ chiếm khoảng 0,25 cho đến 0,5 điểm. Đấy, thì khi mà nó có một số điểm riêng thì chúng ta cũng nên dành một phần riêng để viết để đạt được cái số điểm đấy, thay vì việc là lồng ghép nó vào trong những phần khác. Bởi vì mở bài thì có một số điểm riêng rồi nhá, mở bài có một số điểm riêng rồi. Đấy, thì ý của chị ở đây là các bạn sẽ hoàn toàn linh hoạt chứ không có một sự ép buộc nào ở đây. Nhưng chị vẫn sẽ hướng dẫn các bạn theo cái cấu trúc 3 luận điểm đầy đủ của phần thân bài như thế này, là cái cấu trúc bài hoàn chỉnh nhất mà trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia với dạng đề phân tích cảm nhận này, với đáp án của Bộ Giáo dục thì cũng theo cấu trúc này. Các bạn hiểu ý chị không? Đấy nhá. Luôn luôn là phải linh hoạt, bởi vì là các bạn học sinh lớp 9 thì chúng ta có một đặc thù là chúng ta đến từ những tỉnh thành khác nhau, và đặc biệt là chúng ta không thi chung một đề mà mỗi tỉnh thành là một đề khác nhau, hay là mỗi bạn nhỏ sẽ được học một cái sự hướng dẫn của thầy cô khác nhau.
Thế nên, chúng ta hãy luôn luôn đề cao cái sự linh hoạt và sự thấu hiểu về mặt bản chất. Nhá, muốn linh hoạt thì phải thấu hiểu về bản chất. Không là chúng ta sẽ luôn bị khuôn cứng và luôn bị kiểu như là bị băn khoăn giữa những cách viết khác nhau. Thì khi em hiểu được bản chất, em thấy rằng là nó cũng không khác gì nhau cả, thì khi đó em sẽ cảm thấy rất thoải mái trong cách viết của mình. Ok chưa? Đấy, chốt lại như thế nhá. Rồi, đấy. Thế thì cách chúng ta học để viết từng phần này sao cho được hiệu quả, thì chị sẽ hướng dẫn các bạn. Trước tiên là phần mở bài và kết bài, sau đó đi đến thân bài. Trong thân bài thì chị sẽ hướng dẫn các bạn viết luận điểm 1 và luận điểm 3 trước, sau đó thì mới đến luận điểm 2. Tại sao lại có cái thứ tự lằng nhằng như thế? Tại sao không đi tuần tự từng luận điểm 1? Tại sao không đi lần lượt mở bài, thân bài, kết bài? Thì các bạn ơi, trong toàn bộ cấu trúc 3 phần mở, thân, kết này ấy, thì chỉ có phần mở bài và kết bài là phần mà chúng ta có thể chuẩn bị trước về mặt ý tưởng được thôi. Đúng không? Nhá, khi mà đi thi nếu như chúng ta hay bị bí ý tưởng và không biết viết như thế nào, đến phần kết bài gần như chỉ viết bằng 2 phút cuối thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ tập trung học để có được ý tưởng nhá, thông qua các công thức, thông qua các cái định hướng khi viết. Rồi, thì chị chủ trương là sẽ hướng dẫn các bạn theo cái cách mở và cuối tương ứng, nghĩa là mở bài và kết bài tương ứng, đầu cuối tương ứng đấy. Mở bài tại đâu, kết bài tại đó, nghĩa là mở bài với ý tưởng gì thì kết bài cũng với cái ý tưởng đó luôn nhá. Rồi, đấy, thế nên là chúng ta sẽ học mở bài kết bài trước, sau đó đến với phần thân bài thì chúng ta sẽ học hai cái luận điểm đầu và cuối trước, bởi vì hai luận điểm này cũng có cái cấu trúc để chúng ta áp dụng được. Chỉ có cái luận điểm phân tích này thì thiên biến vạn hóa, đúng không? Mỗi tác phẩm là một cách phân tích khác nhau. Đó, nên nó sẽ là phần mà chúng ta học cuối cùng. Đấy, những cái gì có thể chuẩn bị trước được thì chúng ta sẽ học trước, còn những cái phần nào là hoàn toàn linh hoạt thì chúng ta sẽ học sau. Nhớ chưa? Nhưng càng về sau thì lại càng là những phần vô cùng quan trọng. Đúng không? Rồi, nên chúng ta sẽ không được là chỉ theo dõi một buổi hôm nay đâu nhá, mà phải theo dõi xuyên suốt và đầy đủ tất cả các buổi về mặt phương pháp này thì mới có thể là trang bị đầy đủ kỹ năng viết cho mình được đấy. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta đi vào từng phần một nhá, không chờ đợi thêm nữa. Trước tiên đến với phần một nhỏ, mở bài và kết bài. Thì buổi hôm trước chị có chia sẻ trong cái video mà chị phát rồi, nhưng mà chị xóa cái phần đấy rồi để các bạn cũng tránh bị hiểu lầm và tránh mất thời gian với những cái nội dung mà chúng ta khó hiểu, đúng không? Thì ở đây chị nêu lại nhá, đó là trước tiên ý, trước khi đi vào cách viết thì chị mong các bạn hiểu được cấu trúc hay cũng chính là những yêu cầu cần đạt của một phần mở bài và kết bài. Thì hiểu được cái cấu trúc này, các bạn có thể tự xây dựng công thức cho chính mình luôn. Và các bạn cũng biết được là như thế nào là một mở bài đúng, kết bài đúng, như thế nào là một mở bài sai hoặc thiếu, một kết bài sai hoặc kết bài thiếu. Tự đánh giá được, đúng không? Nhá, tự đánh giá được là một cái tiền đề rất tốt để chúng ta viết đúng, viết đủ được, đúng không nào? Rồi, thế thì trước tiên với phần mở bài đi ạ. Mở bài có cấu trúc như sau, bao gồm dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận. Nhá, đấy, bao gồm hai phần chính là dẫn dắt và nêu vấn đề. Trong đó, cái phần nêu vấn đề này là chúng ta phải nêu đầy đủ vấn đề nghị luận mà đề bài hỏi và cái phạm vi dẫn chứng mà đề bài cho chúng ta để phân tích ở trong cái khuôn khổ đấy. Ok chưa? Nhá, đấy. Thế nên, nó là một phần bắt buộc. Nhiệm vụ của mở bài là gì? Là nêu được trong bài này tôi sẽ đi làm cái gì, tôi sẽ làm rõ cái gì. Cái đó chính là vấn đề nghị luận. Đúng không? Nên cái phần nêu vấn đề này thường nó chỉ trong vòng 1 đến 2 câu thôi, ở cuối mở bài. Nhưng nó là phần bắt buộc. Bắt buộc phải nêu đúng và phải nêu đủ. Và để nêu đúng và đủ được thì lại dễ lắm. Chúng ta dựa hoàn toàn vào đề bài. Có phải là bước 1 là chúng ta phân tích đề không? Để chúng ta xác định được là vấn đề nghị luận đề bài hỏi là gì, phạm vi dẫn chứng đề bài cho là gì. Thì những cái đó, đây ta sẽ đưa vào phần nêu vấn đề của mở bài. Đồng ý không? Nên gọi là bắt buộc, thế nhưng mà rất dễ để chúng ta viết, bởi vì đề bài đã cho rồi, ta không phải tự nghĩ. Cái mà ta phải tự nghĩ thì đây này, đó là phần dẫn dắt. Dẫn dắt thì có rất nhiều hướng để ta dẫn dắt. Đó là một phần linh hoạt,
Không bắt buộc là phải đi theo một cách nhất định nào. Em có thể dẫn dắt trực tiếp, em có thể dẫn dắt gián tiếp. Em có thể đi từ ý tưởng này, đi từ ý tưởng kia. Cái đó là hoàn toàn tự do của chúng ta. Đồng ý không? Thế nên, đây là một phần linh hoạt. Nó sẽ dựa vào ý tưởng của chúng mình. Đấy, vậy nói như thế thì chúng ta thấy là giữa dẫn dắt và nêu vấn đề thì chúng ta vẫn hay luôn quan tâm tới phần dẫn dắt này thôi. Đúng không? Chúng ta vẫn luôn chỉ quan tâm tới phần dẫn dắt, làm sao để mà có được những câu văn đầu tiên thật là mượt mà, thật là mềm mại hay ho, để mà thu hút, để mà lôi cuốn và tạo ấn tượng với bạn đọc. Còn cái phần nêu vấn đề này thì đôi khi nó lại bị xem nhẹ, dẫn đến mặc dù dẫn dắt em viết rất hay nhưng bởi vì em nêu vấn đề sai, em nêu vấn đề không đúng theo những gì đề bài hỏi nên toàn bộ mở bài đấy coi như bỏ. Bởi vì nó không làm đúng cái chức năng của nó. Và nếu như với những người chấm khắt khe hơn thì khi mở bài đã nêu sai vấn đề thì có nghĩa là toàn bộ bài đấy lạc đề. Thì những phần khác cũng bị ảnh hưởng điểm nữa luôn, chứ không phải là chỉ trừ điểm không trong phần mở bài đâu. Nên các bạn ơi, cái nào cũng quan trọng nhá, cái nào cũng quan trọng. Và phần dẫn dắt này tuy là phụ thuộc vào ý tưởng cá nhân của chúng ta, nhưng bởi vì các bạn đang bí ý tưởng mà, đúng chưa ạ? Chưa có nhiều ý tưởng mà, nên khi học cái cách viết cụ thể thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu với phần dẫn dắt. Nhớ chưa ạ? Chúng ta sẽ tập trung chủ yếu có những cái ý tưởng cho phần dẫn dắt. Còn phần nêu vấn đề, chúng ta cứ lấy ở đề bài thôi nhá, không cần phải lo gì cả. Đó. Rồi, tương tự với đấy thì phần kết bài cũng có cấu trúc bao gồm hai phần chính, hai nhiệm vụ chính. Một là tổng kết vấn đề nghị luận. Phần này cũng là phần bắt buộc giống như là cái phần nêu vấn đề này nhá. Đấy, ok chưa? Là bắt buộc em phải nêu đúng và đủ, hoàn toàn dựa vào trên đề bài thôi, mình không cần phải tự nghĩ. Cái phần mà ta tự nghĩ, cái phần mà linh hoạt dựa vào ý tưởng cá nhân của mình ấy, là cái phần liên hệ mở rộng ở sau đó cơ. Là các em có thể nêu ra cảm xúc cá nhân, có thể nêu ra những cái kiến thức về lý luận văn học, có thể dùng một nhận định hoặc là dùng một đoạn thơ để kết lại cho bài văn của mình. Rất nhiều ý tưởng nhá. Đấy, thế thì trong phần kết bài chị cũng sẽ tập trung xây dựng ý tưởng với chúng mình ở phần liên hệ mở rộng này. Ok chưa? Đấy, nên là cái gì khó thì chúng ta sẽ học, cái gì có thể chuẩn bị được thì chúng ta chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đó chính là ý tưởng khi dẫn dắt và ý tưởng khi liên hệ mở rộng. Ok chưa? Còn vấn đề này nhá, hãy luôn nhớ là chúng ta sẽ dựa vào đề bài. Chúng ta dùng 1 đến 2 câu nêu ra được đúng cái gì mà đề bài hỏi và những dẫn chứng mà đề bài cho. Nhớ chưa nào? Một lát nữa khi học xong những cái cách viết mở bài kết bài, chị sẽ cùng với chúng ta cho chúng mình thực chiến với một đề bài trong đề thi thật năm ngoái nhá, của một tỉnh thành với dạng đề viết bài văn này, xem là các bạn thử sức xem đã hiểu được cách viết chưa nhá. Đồng ý không? Nên là ghi nhớ những điều này nhá. Bây giờ, cụ thể này, đây, sau khi nắm được về những cái yêu cầu trong cấu trúc của mở bài và kết bài rồi, chúng ta sẽ cùng xây dựng những công thức viết. Và nói là công thức, nhưng nó là những cái cách viết gợi ý thôi, chúng ta có thể áp dụng một cách linh hoạt, chứ không phải lúc nào cũng bê nguyên si những công thức này nhá. Thì đây, các bạn ơi, chúng ta có 2 phút để kẻ giúp chị cái bảng này nhá. Bạn nào đã có từ buổi trước thì chúng ta tiếp tục kẻ tiếp. Bạn nào chưa kẻ thì kẻ giúp chị một bảng có hình thức như sau. Có 3 cột, trong đó cột đầu tiên thì nhỏ xíu xíu thôi, không cần nhiều. 2 cột còn lại chúng ta chia đôi, một cột là mở bài, một cột là kết bài. Đấy, nhá. Bởi vì chị hướng dẫn các bạn theo cái ý tưởng là đầu cuối tương ứng. Mở bài tại đâu, kết bài tại đó. Nên cùng một định hướng thì sẽ có mở bài như thế này và kết bài như thế này. Nhưng điều đó không có nghĩa là một khi em mở bài bằng cách này thì em cũng phải kết bài bằng cách này, không phải. Khi đi thi hay là khi viết em hoàn toàn có thể tự do. Ví dụ em mở bài bằng cách này nhưng em kết bài bằng cách này cũng được, chẳng sao cả. Không sao, không sao. Chỉ là ở đây thì tuyệt vời nhất là khi ta mở tại đâu ta kết tại đó. Đấy, nhá. Rồi, ok chưa? Các bạn ơi, chúng ta kẻ bảng xong chưa? Cứ kẻ dài ra, bởi vì là cái bảng này chắc cũng phải khoảng độ 2 đến 3 trang giấy đấy. Các bạn cứ kẻ dài ra nhá. Ok chưa nào? Các bạn kẻ xong rồi thì bình luận cho chị biết nha.
các bạn kể xong rồi đúng không? Đồng ý nào, bạn nào kể xong rồi bình luận chị biết nào. Rồi, các bạn đã xong hết rồi đúng không? Ok, thế thì bây giờ các bạn sẽ đi vào từng cái cách viết một nhé. Ở đây thì có rất nhiều cách viết và chúng ta đi từ những cách viết đơn giản cho đến những cách viết phức tạp, nâng cao hơn. Và khi mà các bạn học ý, thì các em nên ghi lại tất cả những cách viết này. Kể cả những cách viết nó còn quá mới mẻ và chúng ta cảm thấy là chưa áp dụng được, không sao. Các em ghi vào đó như là một cách để chúng ta mở rộng thêm kiến thức của mình. Các bạn có thể là sau cái buổi học này các em chỉ chọn 1 đến 2 cách viết mình cảm thấy thích nhất và mình sẽ áp dụng khi mà chúng ta đi thi thôi. Cũng không sao hết nhá. Đấy, chỉ là chúng ta nên biết đến nhiều cách viết bởi vì biết nhiều không bao giờ là thừa cả. Nó sẽ là cái cứu cánh cho chúng ta trong những trường hợp không ngờ tới đấy nhá. Ừ, rồi, ok. Trước tiên, cách viết đơn giản nhất đó là mở bài và kết bài trực tiếp. Đúng không? Chúng ta vẫn hay được hướng dẫn là mở bài thì có hai cách là trực tiếp hoặc gián tiếp. Trực tiếp là cứ nêu ra tác giả tác phẩm, sau đó thì chúng ta nêu vấn đề, thế thôi, đúng không ạ? Thì với cách viết trực tiếp, chị cũng có công thức cho chúng mình để làm sao. Mặc dù là ta dẫn dắt trực tiếp đấy, nhưng câu văn của chúng ta nó cũng phải gãy gọn, chứ chúng ta không được lủng củng, không được tham nhá, đồng ý chưa? Thì đây, chúng ta có thể viết như sau. Trong những công thức này thì cái phần bút màu xanh là phần mà chúng ta sẽ thay thế nhá, là phần có thể thay thế được, thay thế tên tác giả, thay thế những cái từ ngữ, thay thế các cái thông tin cụ thể. Còn phần bút màu đen các em có thể hiểu nó là phần cố định trong công thức của chúng ta. Hiểu ý chị không? Rồi, thế thì ví dụ với phần mở bài, cách viết đầu tiên chúng ta đi trực tiếp từ tác giả tác phẩm. Thế thì nói là cách viết này đơn giản nhưng mà nó đồng nghĩa với việc chúng ta phải có thông tin về tác giả tác phẩm. Nghĩa là chúng ta phải nắm bắt được kiến thức của phần khái quát chung khi chúng ta học kiến thức nền đấy. Chứ chúng ta không thể tự bịa ra thông tin về tác giả tác phẩm được nhá. Và nếu như chúng ta nhớ được những cái thông tin đặc sắc về tác giả đó nữa, thì mặc dù em viết theo cách trực tiếp, nhưng mở bài và kết bài của em vẫn có cái dấu ấn, vẫn có cái điểm nhấn rất hay, chứ không phải không đâu. Hiểu ý chị không ạ? Đây, ví dụ nhá. Trong công thức chúng ta sẽ thấy tác giả A là cây bút tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại hoặc văn học Việt Nam trung đại. Cái này thì tùy xem tác phẩm đó là tác phẩm nào nhá. Các bạn phải xác định đúng đấy, chứ không được nêu là tác giả Nguyễn Du là cây bút tiêu biểu của văn học hiện đại Việt Nam mà không được rồi. Nguyễn Du là thuộc văn học trung đại cơ, nhớ chưa? Nhưng chủ yếu khi đi thi chúng ta lại thi vào văn học hiện đại. Chủ yếu thôi nhá, bởi vì vẫn luôn có những tỉnh thành, mỗi năm thì sẽ có 1 đến 2 tỉnh thành là thi vào văn học trung đại, thi vào chuyện người con gái Nam Xương hoặc là chuyện Kiều đấy các bạn ạ. Nên là cũng không đoán trước được đâu và cũng không chủ quan được đâu. Đồng ý chưa? Đấy, thế thì các bạn phải xác định đúng chứ không được là dâu ông nọ cắm cằm bà kia đâu. Đấy là một câu dẫn dắt đầu tiên, quá đơn giản để nhớ, đúng không? Bây giờ này, chúng ta sẽ có 1 đến 2 câu về chính tác giả đó. Cái này thì không thể có công thức được bởi mỗi tác giả sẽ có một cuộc đời và sự nghiệp sáng tác khác nhau. Chị chỉ có lưu ý là 1 đến 2 câu này các bạn hãy đưa ra những thông tin đặc sắc nhá, đưa ra những thông tin đặc sắc, một câu về cuộc đời, một câu về sự nghiệp sáng tác của tác giả ấy thì nó sẽ hay hơn rất nhiều so với việc chúng ta liệt kê hàng loạt những thông tin về tác giả, sinh năm bao nhiêu, mất năm bao nhiêu, hay là ở quê ở đâu, rồi là cuộc đời với những cái bước phát triển như thế nào, sự nghiệp sáng tác bắt đầu bằng những tác phẩm ra sao, nghĩa là nó bị dàn trải rất nhiều, đúng không? Đấy, thì vẫn là những thông tin đó nhưng ta chọn lọc thôi, chỉ bằng 1 đến 2 câu đơn giản thôi, ta nói về tác giả đó. Sau khi nói về tác giả xong thì ta dẫn dắt đến tác phẩm. Tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ ấy là tác phẩm B. Gạch ngang. Ra đời trong hoàn cảnh nào? Ta nêu hoàn cảnh sáng tác ra. Chỗ này chị viết tắt hoàn cảnh sáng tác nhá. Ra đời năm bao nhiêu? Khi mà đất nước đang như thế nào? Đồng ý chưa? Rồi, sau đấy chúng ta sẽ nêu vấn đề nghị luận bằng một câu dẫn như thế này. Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc chính là, và nêu ra vấn đề,
cùng với phạm vi dẫn chứng. Đấy, thì bây giờ chị lấy ví dụ nhá. Ví dụ với đề bài, đây để chị mở cái album đề năm ngoái, chị chọn một cái đề bài đề thi thật luôn để các bạn cũng thấy được cái tính ứng dụng của những đề bài này nhá. Đợi chị 2 phút chị tìm lại cái album đề năm ngoái. Nếu bạn nào muốn tham khảo ấy, các em có thể lên fanpage Học Văn Chị Yêu Nhau Cơ Sở này. Các bạn sẽ vào chỗ vào chỗ nào nhỉ? Album xem ở đâu nhỉ các em nhỉ? Đây các bạn vào ảnh nhá. Các bạn vào ảnh này. Xong rồi vào đây, các bạn vào ảnh ấy, thì các bạn sẽ thấy cái chỗ trượt đầu tiên này này là bao gồm rất là nhiều những cái album. Thì các bạn kéo sang đến cái chỗ tổng hợp đề thi các tỉnh này này. Thì đây chính là cái phần tổng hợp đề thi các tỉnh thành năm ngoái. Nhá, các bạn có thể vào đây xem mà tỉnh mình năm ngoái thi vào đề nào. Cũng chưa đủ hết các tỉnh đâu, nhưng tỉnh nào có thì các bạn có thể là vào đây tham khảo luôn. Ok không nào? Rồi, đây để chị xem có tỉnh nào thi bài văn, chị lấy luôn ví dụ cho các bạn nhá. Rồi, ok. Ví dụ này, ví dụ ở đây có rất nhiều đề. Ví dụ như là đề của tỉnh Quảng Ninh năm ngoái đi nhá, đề của tỉnh Quảng Ninh năm ngoái thì câu 5 điểm, câu nghị luận văn học cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích sau. Và đề bài trích cái đoạn trích đấy ra cho chúng ta. Đấy, trích ra này nhá. Trích ra đầy đủ. Đấy, và vấn đề nghị luận có thế thôi. Thế thì trước tiên khi muốn áp dụng những công thức này là ta phải xác định được vấn đề nghị luận và dẫn chứng ngay từ đề bài nhá. Chứ không thì ta lấy cái gì ta lắp vào đây đây, đúng không? Đấy, đây chính là phần nêu vấn đề, là phần bắt buộc mà trong cấu trúc chị vừa mới chia sẻ với các em đấy. Đấy, thì cái phần vấn đề nghị luận và dẫn chứng này này chính là cái câu nêu vấn đề. Nhớ chưa? Và ta sẽ lấy ở đề bài. Thì ta xác định được trong đề bài này vấn đề nghị luận là gì? Là vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên. Phạm vi dẫn chứng là cái đoạn dẫn chứng mà đề bài đã trích ra, chứ không phải là toàn bộ tác phẩm nhá. Thì đoạn dẫn chứng này bắt đầu từ chỗ anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều, hồi chưa vào nghề những đêm bầu trời đen kịt vân vân, cho đến cái chỗ mà anh thanh niên từ chối khi mà bác họa sĩ muốn vẽ mình ấy. Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc. Ơ bác vẽ cháu đấy ạ? Không không, đừng vẽ cháu, để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn. Đây là đề bài kinh điển của năm ngoái. Bởi vì sao? Rất nhiều tỉnh thi vào đoạn này và thi vào anh thanh niên luôn. Năm ngoái còn các anh chị còn chế một cái ảnh vui, đó là anh thanh niên năm nay bận lắm, đi từ Bắc vào Nam, quá nhiều tỉnh thi vào anh thanh niên luôn. Rồi, thế thì quay trở lại, chúng ta xác định được vấn đề nghị luận là vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên. Dẫn chứng là chúng ta có thể nêu vị trí của dẫn chứng đấy là một đoạn thuộc phần giữa của tác phẩm. Nhưng nếu như thế thì nó chưa rõ lắm thì các em có thể chọn cách là trích dẫn chứng và dùng dấu ba chấm nhá. Dùng dấu ba chấm, em chỉ cần trích là anh hạ giọng chấm 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 đáng, những người khác đáng cho bác vẽ hơn. Đấy nhá, đấy là cách đơn giản nhất. Rồi, thế thì áp dụng công thức này các bạn có thể viết như sau. Tác giả Nguyễn Thành Long hoặc là nhà văn Nguyễn Thành Long là cây bút tiêu biểu của văn học hiện đại Việt Nam. Ok chưa? Nhá, bây giờ chúng ta có một câu về cuộc đời của Nguyễn Thành Long đi. Thì khi mà chúng ta học nhớ về kiến thức nền thì cuộc đời của tác giả này không có nhiều những cái thông tin đặc sắc. Chúng ta có thể tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Thành Long. Thì sự nghiệp sáng tác của tác giả này ấy, có cái sự đặc sắc ở chỗ là ông viết chủ yếu là thể loại truyện và ký. Đúng không ạ? Nhá, đấy, có sở trường ở thể loại truyện và ký. Đặc biệt là cái chất văn của ông, dù là khi viết truyện hay khi viết ký thì nó cũng mang cái màu sắc lãng mạn, có cái sự nhẹ nhàng, tinh tế ở đấy. Thì ta sẽ vận dụng những cái thông tin đặc sắc đó thôi. Thì sau khi nêu xong câu đầu tiên, em có thể viết là gì ạ? À, ông bước lên văn đàn với một giọng văn thanh khiết này, trong sáng này. Đúng không ạ? Nhá, ông bước lên văn đàn với một giọng văn thanh khiết, trong sáng, giàu sức lãng mạn. Ok chưa? Đấy, đồng ý ông nào? Nhá, với sở trường viết về truyện và ký, Nguyễn Thành Long đã ghi dấu với không ít tác phẩm đặc sắc. Tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ ấy là truyện ngắn Lặng Lẽ Sapa.
Ok chưa? Đấy, nhá. Ra đời nhân chuyến công tác của tác giả lên vùng Lào Cai. Chấm. Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc chính là vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích, hai chấm trích đoạn trích ra. Đồng ý không nào? Đấy, thế là xong phần mở bài. Nhá, thế là xong phần mở bài. Nên là cái lưu ý lớn nhất của cách viết này đấy là 1 đến 2 câu về tác giả. Các bạn hãy có sự chọn lọc để biến những cái câu văn này nó đem đến sự đặc sắc cho mở bài của chúng ta bằng một cách viết quá đơn giản nhưng vẫn có thể tạo sự đặc sắc. Các em nhé, đồng ý với chị không? Đấy, rồi. Tiếp tục này, tương ứng với đó thì với cách viết trực tiếp như thế chúng ta sẽ viết kết bài như thế nào? Thì cách viết truyền thống mà, như vậy hoặc tóm lại hoặc là không có cũng được nhá, bằng cộng với cả những đặc sắc nghệ thuật của cái đoạn trích mà ta phân tích ấy, của cái dẫn chứng mà ta phân tích như này. Tác giả A đã thể hiện thành công hoặc đã thể hiện xuất sắc hoặc đã thể hiện sâu sắc hoặc đã thể hiện một cách chân thực. Thế nên ở đây chị dùng bút xanh để viết về cái từ thành công này, nghĩa là nó có thể thay thế bằng những tính từ khác phù hợp. Đồng ý chưa? Và nêu ra vấn đề nghị luận cùng với phạm vi dẫn chứng. Đấy là cái câu tổng kết vấn đề nhá. Đấy là cái câu tổng kết vấn đề đây này, cái phần bắt buộc đây này. Xong, đồng ý chưa? Bây giờ là ta hoàn toàn tự do đây này. Thì, rất đơn giản, cùng với những trang viết này, tác phẩm B sẽ luôn lấp lánh những ý nghĩa sâu sắc trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ. Đồng ý không? Chị đã từng thấy có những bạn dùng cái câu này như là một cái câu gọi là cái câu cứu cánh khi chúng ta thường xuyên viết kết bài trong những giây phút cuối cùng. Nên có cho mình một cái câu bất di bất dịch, có cho mình một cái câu kiểu như là khi không còn đủ cái sự bình tĩnh để nghĩ cái gì nữa thì trong đầu ta luôn phản xạ bằng câu đó để kết lại bài văn. Đó cũng là một cái kỹ năng, đúng không ạ? Cũng là một sự chuẩn bị của chúng ta cho mọi trường hợp khi ta đi thi. Ai mà biết chắc được là khi đi thi em sẽ có đủ thời gian để ngẫm nghĩ và trau chuốt cho kết bài đây. Và các em cũng đã từng thi thử, từng thi học kỳ ở trên trường rất nhiều lần rồi. Các bạn cũng hiểu được bản thân mình là thuộc trường hợp thường xuyên viết đến giây phút cuối hay là thuộc trường hợp viết một cách nhanh chóng và thừa thời gian. Thì các em khi xác định được cái trường hợp của mình rồi ấy, thì các bạn cũng phải có sự chuẩn bị phù hợp. Nếu bạn nào mà thường xuyên chúng ta còn thừa thời gian thì em có thể trau chuốt thật nhiều cho phần kết bài. Nhưng bạn nào ấy mà rất hay đến lúc mà thấy cô thu bài của bạn đầu tiên rồi, mình ở số thứ tự cuối cùng, đến lúc đấy mình mới viết kết bài ấy, thì thôi, tốt nhất là nên có cho mình một cái bước đi, có cho mình một cái cách viết gọi là cứu cánh. Gọi là khi không đủ bình tĩnh để mà trau chuốt được ấy thì viết luôn cái cách đấy đã. Nhá, viết luôn cái cách đấy ra, không sợ sai mà vẫn có thể hoàn chỉnh được bài viết. Thì đây là cái cách viết chị gợi ý cho các bạn. Cái câu tổng kết này chúng ta viết ngắn gọn thôi. Sau đấy có một câu nữa, thế là xong kết bài. Hai câu cho một kết bài vẫn đảm bảo đúng đủ và vẫn đảm bảo cái sự lắng đọng ở cuối. Đúng không? Ví dụ với đề bài về anh thanh niên trong đoạn trích này nhá. Thì chúng ta thấy này, chúng ta có thể viết như sau. Như vậy, bằng một đoạn trích đặc sắc hoặc là bằng một cuộc trò chuyện giản dị giữa những vị khách lần đầu tiên gặp gỡ, tác giả Nguyễn Thành Long đã thể hiện thành công những vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên. Đồng ý chưa? Thì bởi vì cái dẫn chứng này này, chị đã nêu khi nêu về đặc sắc nghệ thuật rồi. Đó, nhá, đó là một cái cuộc trò chuyện giản dị giữa những vị khách lần đầu tiên gặp gỡ. Đồng ý không? Hoặc nếu như em vẫn muốn nêu lại dẫn chứng ở đây, em có thể viết là như vậy, bằng một cuộc trò chuyện giản dị giữa những vị khách lần đầu tiên gặp gỡ, tác giả Nguyễn Thành Long đã thể hiện thành công vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong đoạn trích trên. Đấy, đồng ý chưa? Nhá, trong đoạn trích trên thôi cũng được, không cần phải trích lại ở đây, bởi vì toàn bộ bài viết của em đã viết về cái đoạn trích đấy rồi. Xong, xong câu tổng kết là đảm bảo kết bài của mình đúng và đủ rồi nhá. Nhưng để nó hay và để nó trọn vẹn thì chúng ta cần câu cuối này nữa. Cùng với những trang viết này, tác phẩm hoặc là truyện ngắn Lặng lẽ Sapa sẽ luôn lấp lánh những ý nghĩa sâu sắc trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ. Hiểu ý chị không nào? Ok chưa? Đấy nhá. Đấy là cách chúng ta áp dụng. Ok không nào?
Hay là chị lấy một ví dụ cho một đề bài khác nhá. Ở đây thì có không có ghi là... À, đây. Đề bài của tỉnh Điện Biên năm ngoái. Phân tích tâm trạng của nhân vật Phương Định trong Những Ngôi Sao Xa Xôi của Lê Minh Khuê, trong một lần phá bom và trong trận mưa đá để làm nổi bật vẻ đẹp của nhân vật. Đấy, đồng ý chưa? Thế thì chúng ta xác định vấn đề nghị luận ở đây là vẻ đẹp của nhân vật Phương Định. Phạm vi dẫn chứng là có hai đoạn nhá, có hai đoạn nhưng ở đây không phải dạng so sánh mà vẫn là dạng để phân tích cảm nhận này thôi. Nghĩa là ta cùng làm rõ một vấn đề nhưng trong hai đoạn dẫn chứng của một tác phẩm. Thì hai đoạn đó, một là trận phá bom và hai là trận mưa đá. Đấy, nhá, bạn nào đã đọc rồi thì chúng ta sẽ dễ hình dung, nhưng bạn nào chưa học thì em cứ hiểu máy móc như vậy đi để chị lấy ví dụ cho cách viết này nhá. Tác giả Lê Minh Khuê là cây bút tiêu biểu của văn học hiện đại Việt Nam. Đồng ý chưa? Nhà văn nữ, đúng không ạ? Bước lên văn đàn với những trang văn mạnh mẽ. Đồng ý chưa nào? Mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng không kém phần chân thực. Bà đã từng là một nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn khói lửa những năm chống Mỹ. Tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ ấy là truyện ngắn Những Ngôi Sao Xa Xôi, ra đời năm 1971, khi cuộc kháng chiến đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Chấm. Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc chính là vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong một lần phá bom và trong trận mưa đá. Đấy, vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong một lần phá bom và trong trận mưa đá. Đấy, đấy là mở bài nhá, kết bài này. Tóm lại, thì đặc sắc của hai cái đoạn dẫn chứng này đó là những câu văn chân thực này, cái ngòi bút miêu tả tâm lý sắc sảo của nhà văn. Thì ta có thể khẳng định, tóm lại, bằng ngòi bút miêu tả tâm lý sắc sảo, nhà văn Lê Minh Khuê đã thể hiện thành công vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong một lần phá bom và trong trận mưa đá. Cùng với những trang viết này, tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi sẽ luôn lấp lánh những ý nghĩa sâu sắc trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ. Đó, các em thấy đơn giản không? Nhá, rất là đơn giản. Thì cái lớn nhất mà những công thức này xử lý cho các bạn chính là cách diễn đạt, kết hợp các từ ngữ sao cho nó mượt mà. Còn chị nghĩ là về ý tưởng thì các bạn cũng hoàn toàn có được những ý tưởng hay, chứ không phải không, đúng không? Nên chúng ta tham khảo những cách viết này không chỉ là từng câu từng chữ, mà các bạn hãy tập trung vào cách diễn đạt. Ví dụ, cách sử dụng những từ ngữ như là trang viết, đúng không ạ? Nhá, hoặc là dòng văn, đấy, hay người nghệ sĩ ấy thay cho cụm từ tác giả, đúng không? Hay là cây bút tiêu biểu, đó, hiểu với chị không nào? Nhá, đấy, thì đấy là những cái mà các bạn lưu ý thêm để chúng ta học hỏi từ những công thức này, chứ không chỉ đơn giản là viết lại xong rồi lắp ghép nha, nhớ chưa? Ok, thì đấy là cách viết đầu tiên. Chị nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều sẽ phải thuần thục cái cách viết này. Phải thuần thục cách viết này rồi mới nói đến những cái cách viết lớn lao hơn hay là cách viết mở rộng, độc đáo hơn nhá. Đúng không? Bởi vì khi mà chúng ta lúng túng nhất, khi mà chúng ta mất bình tĩnh nhất sẽ là lúc mà phản xạ cho chúng ta những cái cách viết quen thuộc và đúng đắn. Thì em phải chuẩn bị ngay từ đầu và biến những cái này trở thành cái gốc của mình đi, thì nó mới trở thành phản xạ được. Đúng không? Thôi ok nhá. Thì khi mà đi thi ấy, chúng ta đã quá tốn nhiều thời gian để nghĩ mở bài rồi, thì làm ơn các bạn hãy quay trở về với cách viết đơn giản như thế này để nhanh chóng bắt đầu bài viết của mình thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đấy, tự nhắc nhở bản thân mình như thế nhá. Phải luôn luôn căn giờ, nhớ chưa? Rồi, đấy là cách viết đầu tiên. Cách viết này thì chị cũng chia sẻ trong buổi trước rồi, nhưng mà hôm nay lấy nhiều ví dụ hơn để các bạn hình dung nhá. Bây giờ chúng ta đến với cách viết thứ hai này, là chúng ta đi từ đề tài sáng tác. Đây, mở rộng một chút, khái quát để các bạn hình dung. Chúng ta sẽ có những cái công thức đi từ cách đơn giản nhất cho đến những cách phức tạp hơn. Cách đơn giản nhất là cách viết trực tiếp. Đồng ý chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ có những cách viết gián tiếp. Thì gián tiếp ở đây chúng ta sẽ có những ý tưởng đi từ đề tài sáng tác này, đi từ phong cách sáng tác này, đi từ nhận định này,
đi từ à đoạn thơ này. Rồi, có thể đi từ lý luận văn học và cảm xúc cá nhân này. Đấy, thế là có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 cách để chúng ta viết mở bài. Không sợ bí ý tưởng nhá, chỉ là chúng ta đã thuần thục các ý tưởng đấy hay chưa thôi. Và chủ trương ở đây là những cách viết áp dụng được cho nhiều tác phẩm. Thế nên sẽ không tránh khỏi cái việc là những công thức này nó sẽ mang tính khái quát. Nó thiếu đi sự chi tiết và bám sát trong từng tác phẩm. Nên các bạn phải lưu ý nhé. Chúng ta không thể gọi là ôm đồm quá nhiều cái mục tiêu ở trong một cách viết được. Thì bây giờ nếu như muốn tiết kiệm thời gian khi học, muốn là học một và viết được nhiều bài, viết được nhiều đề, thì chỉ có cách là học những cái cách viết mà áp dụng được cho nhiều tác phẩm mà thôi, đúng không? Còn nếu không thì em hoàn toàn có thể đọc tài liệu kiến thức nền để rồi mỗi bài đấy em chuẩn bị hai ý tưởng, viết mở bài và kết bài, đúng không? Cái đó cũng được. Thế đó cũng được. Thế nhưng mà chúng ta có đến khoảng 19-20 văn bản thì đồng nghĩa với việc là em sẽ phải học khoảng độ 40 đoạn văn, 20 mở bài và 20 kết bài thì cũng rất là mệt, đúng không? Thay vào đó thì ở đây chúng ta có 6 cách thì em linh hoạt sử dụng cho các đề bài, cho các tác phẩm khác nhau đều được. Đấy, nhá, thì các em xem cách nào tối ưu hơn. Đúng không? Rồi, bây giờ, nào, đến với cách thứ hai này, đề tài sáng tác. Đây là cách gián tiếp. Nghĩa là chúng ta sẽ không nêu về tác giả tác phẩm một cách trực tiếp nữa, mà ta sẽ chỉ nêu ra một khía cạnh liên quan đến tác giả tác phẩm thôi. Thì khi học về các tác phẩm, chúng ta luôn có một ý là à, đề tài sáng tác, ta phải biết được tác phẩm ấy viết về đề tài gì. Có một số những đề tài lớn trong văn học lớp 9, trong các tác phẩm lớp 9 các em có thể ghi lại này. Đây, chị mở luôn nhá, các bạn có thể xem ở đây. Cái cuốn sổ tay văn học thế hệ mới là chia theo chủ đề, chia theo đề tài đấy. Thì các bạn có thể ghi lại này. Đề tài người lính thì có Đồng Chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính và những ngôi sao xa xôi. Các bạn ghi lại giúp chị nhá. Đấy, để chúng ta áp dụng cho nó đúng. Rồi, chủ đề về thiên nhiên, đúng không? Thì chúng ta có thể thấy là có Đoàn Thuyền Đánh Cá này, có Sang Thu này. Đó. Rồi, tiếp tục. Chủ đề về tình cảm gia đình, chúng ta có Bếp Lửa, Khúc Hát Du Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ, Con Cò, hai bài này là hai bài đọc thêm đúng không? Có Bếp Lửa này, có Nói Với Con, có Chiếc Lược Ngà, nhá. Đồng ý chưa? Đấy, và chủ đề cuối cùng, những tình cảm cao đẹp thì có bài Mùa Xuân Nho Nhỏ, Viếng Lăng Bác, có bài Làng, là tình yêu quê hương đất nước đấy, và bài những ngôi à và bài Lặng Lẽ Sapa đấy nhá. Thì chúng ta có bốn cái chủ đề lớn như vậy. Tất nhiên khi muốn viết về một tác phẩm nào em cũng có thể chỉ nêu ra đề tài của riêng cái tác phẩm ấy thôi, đồng ý không nào? Nhưng ở đây thì chị muốn ôn lại và cũng là để gợi ý chi tiết nhất cho những bạn mà vẫn chưa hình dung ra đề tài là như thế nào ấy. Thì đây em có thể theo cái bảng như thế này để chúng ta áp dụng cho phù hợp. Ví dụ đề bài về anh thanh niên, đúng không? Thì chúng ta thấy đây là một tác phẩm nằm trong chủ đề về những tình cảm cao đẹp. Thì em có thể dùng cái đề tài đấy, chủ đề đấy để chúng ta dẫn dắt ở trong phần mở bài. Ta dẫn dắt như sau này. Đây, chúng ta dẫn dắt như sau nhá. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại hoặc trung đại, đề tài C, ví dụ đề tài về những tình cảm cao đẹp nhá, hoặc đề tài gia đình, đề tài người lính, đề tài thiên nhiên, đúng không? Đấy, không biết từ bao giờ đã trở thành cội nguồn sáng tác cho biết bao người nghệ sĩ. Câu dẫn đầu tiên nói về đề tài. Và tác giả A là một trong những cây bút tiêu biểu sáng tác về đề tài này. Cái trình tự viết của chúng ta trước tiên là giới thiệu về đề tài, sau đó khẳng định cái tác giả mà chúng ta chuẩn bị phải giới thiệu đây này là một tác giả tiêu biểu trong cái đề tài đấy. Rồi bước 3 là khẳng định đến tác phẩm, là một tác phẩm hay ho đặc sắc của tác giả này. Và cuối cùng là đến vấn đề nghị luận. Đấy, nhá. Cái trình tự viết là như vậy. Và cụ thể hóa cho tình trình tự đó là những cách diễn đạt này.
Và tác giả A là một trong những cây bút tiêu biểu sáng tác về đề tài này. Tác phẩm B của ông hoặc của bà, tùy theo đó là nhà văn nam hay nhà văn nữ, đã đem đến những trang văn hoặc trang thơ, tùy xem đấy là tác phẩm văn xuôi hay là tác phẩm thơ, đậm màu sắc, cùng với đấy là đặc điểm của đề tài trong tác phẩm. Cái này các bạn dùng một vài từ thôi nhé. Cái phần đặc điểm này này là các bạn dùng một vài từ thôi. Đồng ý chưa? Và cái này cần thêm cái sự tư duy của các em nữa. Đấy, cách viết càng phức tạp thì nó lại càng cần thêm cả cái sự sáng tạo và kiến thức của chúng ta. Chị lấy ví dụ nhé, với đề bài về nhân vật anh thanh niên vừa rồi đi. Anh thanh niên trong cái đoạn mà nói chuyện với ông họa sĩ, chia sẻ về hồi chưa vào nghề cháu thấy bầu trời đen kịt đấy, vân vân, cho đến cái chỗ mà cháu thấy thật hạnh phúc. Đấy là cái đoạn phải nói là đặc sắc nhất về anh thanh niên luôn đấy. Bây giờ áp dụng với cách viết này nhé. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, đề tài về sự cống hiến, về lối sống đẹp. Đó, nghĩa là ở đây chúng ta có thể viết là những tình cảm cao đẹp, hoặc nói trực tiếp về đề tài của tác phẩm đấy luôn. Thì tác phẩm đấy có đề tài là về sự cống hiến, đúng không ạ? Ca ngợi cuộc sống của những con người thầm lặng đem đến giá trị cho cộng đồng, cho đất nước, cho nhân dân mà. Thế nên chúng ta có thể viết là đề tài về sự cống hiến, về lối sống đẹp, không biết tự bao giờ đã trở thành cội nguồn sáng tác cho biết bao người nghệ sĩ. Và tác giả Nguyễn Thành Long là một trong những cây bút tiêu biểu sáng tác về đề tài này. Truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của ông đã đem đến những trang văn đậm màu sắc chân thực nhưng vô cùng đậm màu sắc chân thực giản dị nhưng vô cùng sâu sắc về những con người cống hiến thầm lặng. Đấy nhá, đồng ý chưa? Đây chính là cách chúng ta thấy là cái đặc điểm của đề tài này trong Lặng lẽ Sapa. Nó đặc sắc ở chỗ là nó được nêu ra một cách rất chân thực, rất tự nhiên, đúng không? Vốn dĩ khi mà nói về lối sống đẹp, thường con người ta sẽ rơi vào cái lối văn ca tụng. Đó nhá, cái lối văn hô hào ca tụng, ngợi ca. Thế nhưng Nguyễn Thành Long cũng vẫn ngợi ca đấy, cũng làm toát lên vẻ đẹp của những con người đấy đấy, nhưng lại bằng một tình huống chuyện rất giản dị và tự nhiên. Thì đấy là cái đặc điểm của đề tài này trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa. Nên chúng ta có thể khẳng định là tác phẩm Lặng lẽ Sapa của ông đã đem đến những trang văn đậm màu sắc chân thực tự nhiên, nhưng cũng không kém phần sâu sắc về những con người cống hiến thầm lặng. Chấm. Nhân vật anh thanh niên có những vẻ đẹp phẩm chất được thể hiện rõ trong đoạn trích hai chấm trích ra. Đồng ý chưa nào? Thế là xong nhá, thế là xong phần mở bài. Với cách viết này thì cái khó nhất của chúng ta là khai thác những đặc điểm của đề tài trong tác phẩm. Nhưng nếu như các bạn cảm thấy cái khai thác này khó quá thì các em cũng có thể dừng lại ở đây. Tác phẩm B của ông hoặc bà đã đem đến những trang văn vô cùng đặc sắc về đề tài và nêu lại cái đề tài đấy. Nhá, đồng ý chưa? Hiểu với chị không? Đây, các bạn có thể viết là tác phẩm Lặng lẽ Sapa của ông đã đem đến những trang văn đặc sắc về đề tài lối sống đẹp của con người. Chấm. Cũng được, không sao nhá, cũng được cả. Đấy, rồi chúng mình nêu vấn đề và dẫn chứng. Cái nào khó thì ta có thể tìm cách đơn giản hơn, nhưng không phải vì thế mà ta mãi trốn tránh. Tốt nhất các bạn vẫn nên hiểu sâu về tác phẩm. Thì các bạn ơi, cái sự hiểu sâu của các em ấy, nó thể hiện rất rõ trong trang viết của các bạn nhá, nó thể hiện rất rõ. Thế nên có thể cùng là viết bằng một cách này, thế nhưng bạn mà có cái kiến thức sâu hơn ấy, thì luôn luôn tạo được một chất riêng, và người chấm cũng hiểu được, cũng biết được cái chất riêng ấy, so với một bạn mà chỉ nắm bắt những cái kiến thức ở mặt sơ khai, ở cái mặt cơ bản thôi. Mặc dù là áp dụng cùng một cách viết nhá, thậm chí là cùng một công thức khi mà các bạn làm bài tập về nhà ấy. Thế là có bạn, có nhiều bạn cùng viết về công thức này, thế nhưng có bạn viết tốt, có bạn thì viết chưa được hay, là bởi vì chúng ta vận dụng cái kiến thức của mình chưa thực sự xuất sắc. Đấy nhá.
Rồi, nên là nói về công thức, nói là công thức đấy, nhưng vẫn tạo cái đất riêng để các bạn phát huy được cái chất riêng cũng như là kiến thức sâu rộng của mình nha. Thì đấy là về mở bài. Bây giờ đến với kết bài. Chúng ta cũng sẽ kết lại bằng đề tài sáng tác, nhưng vô cùng đơn giản như sau. Trước tiên là phải có một câu tổng kết vấn đề nhá, không được thiếu. Tổng kết vấn đề như thế nào thì đây này, em áp dụng luôn cái câu cấu trúc câu ở trên này cũng được nhá. Cái cấu trúc câu ở trên này chính là câu tổng kết vấn đề đấy. Đấy, rồi sau đó chúng ta có thể khẳng định là gì? Đọc những trang thơ hoặc là trang văn ấy, ta lại càng thêm trân quý. Trân quý cái gì thì em có thể dùng rất nhiều từ thay thế ở đây. Có thể là trân quý tình cảm, có thể là trân quý tấm lòng hoặc trân quý tài năng của một cây bút xuất sắc viết về đề tài C. Nêu lại cái đề tài đó, mở bài nêu ra, bây giờ kết bài cũng nêu lại. Phải góp phần làm nên diện mạo nền văn học Việt Nam phong phú và giàu giá trị. Ví dụ nhá, với đề về anh thanh niên vừa rồi này. Vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên đã được thể hiện thành công trong đoạn trích trên với những câu văn nhẹ nhàng, giản dị, một tình huống chuyện tự nhiên mà vô cùng sâu sắc. Chấm. Tổng kết vấn đề đấy, xong với câu tổng kết nhá. Đọc những trang văn ấy, ta lại càng thêm trân quý tài năng của một cây bút xuất sắc viết về đề tài những con người lao động cống hiến thầm lặng. Ok chưa? Hoặc viết về đề tài lối sống đẹp, lối sống cống hiến, góp phần làm nên diện mạo nền văn học Việt Nam phong phú và giàu giá trị. Xong. Xong luôn. Đồng ý không? Cũng hai câu thế là xong được cái bài nhá. Các bạn hiểu không nào? Các em có hiểu hai cách viết vừa rồi chị hướng dẫn không? Để chị tìm một cái đề bài về thơ đi, để lấy dẫn chứng về thơ cho các bạn đỡ cảm thấy nhàm chán nhá. Xem là có tỉnh nào năm ngoái thi vào thơ không. Năm ngoái toàn là anh thanh niên rồi các em ạ. À, đây rồi các bạn ơi. Ví dụ với đề của tỉnh Hà Nam năm ngoái nhá. Đề bài có trích ra 3 khổ thơ trong bài thơ về tiểu đội xe không kính, 3 khổ cuối. Đấy, 3 khổ cuối. Yêu cầu như sau: cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Qua hình ảnh người lính lái xe trong đoạn thơ, em hãy nhận xét về vẻ đẹp của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đây là cái kiểu đề có một câu hỏi phụ đấy, có một cái ý, một cái câu hỏi phụ, đồng ý chưa? Nhá, đó có một cái yêu cầu phụ, không chỉ là cảm nhận của em về đoạn thơ trên, mà còn có một yêu cầu phụ là qua hình ảnh người lính lái xe trong đoạn thơ đó, em hãy nhận xét về vẻ đẹp của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đấy nhá. Rồi, một đề bài cụ thể luôn để chị lấy ví dụ cho cái kiểu đề mà có thêm yêu cầu phụ. Thế thì ta xác định vấn đề nghị luận ở đây là gì? Cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Thế thì vấn đề nghị luận sẽ là nội dung nghệ thuật của cái đoạn thơ đấy, là ba khổ cuối của bài thơ về tiểu đội xe không kính nhá. Và vấn đề nghị luận nó còn bao gồm cái yêu cầu phụ nữa. Nghĩa là nó còn bao gồm cái yêu cầu là từ hình ảnh người lính lái xe trong đoạn thơ, ta có những cảm nhận về vẻ đẹp của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nữa. Đấy, vấn đề nghị luận nó phải đầy đủ cả yêu cầu chính và yêu cầu phụ như vậy nhá. Rồi, thế bây giờ áp dụng vào đề tài này đi, vào cái cách viết này đi. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, đề tài người lính không biết từ bao giờ đã trở thành cội nguồn sáng tác cho biết bao người nghệ sĩ. Và Phạm Tiến Duật là một trong những cây bút tiêu biểu sáng tác về đề tài này. Thi phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính đã đem đến những trang thơ đậm màu sắc hiện thực và vô cùng phóng khoáng, hồn nhiên, trẻ trung. Đồng ý chưa? Ok không nào? Đấy, để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc là ba khổ thơ cuối của bài. Chấm. Qua hình ảnh người lính trong đoạn thơ đó, bạn đọc cảm nhận được về vẻ đẹp của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đấy nhá, cái phần nêu vấn đề và dẫn chứng ở đây nó khá dài đấy, bởi vì nó có cả yêu cầu chính và yêu cầu phụ. Yêu cầu chính ta nêu là gì? Ấn tượng trong lòng bạn đọc
chính là ba khổ thơ cuối của bài. Chấm. Yêu cầu phụ ở đây là gì? Từ hình ảnh người lính trong đoạn thơ đó, bạn đọc có thêm những cảm nhận về vẻ đẹp của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nêu đủ nhá, đồng ý chưa? Đấy, đấy là mở bài. Rồi, tiếp tục kết bài nào. Tổng kết vấn đề ở đây cũng sẽ là một phần khá dài đấy. Hình ảnh người lính hiện lên qua ba khổ thơ cuối của bài thơ về tiểu đội xe không kính, hoặc là hình ảnh người lính hiện lên qua ba khổ thơ trên, bởi vì ta phân tích ba khổ thơ đó mà, đúng không? Đã gây ấn tượng sâu sắc với sự hồn nhiên, trẻ trung, lạc quan, dũng cảm và tinh thần chiến đấu vì miền Nam ruột thịt. Chấm. Qua đó, ta cảm nhận được vẻ đẹp của những người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ với tất thảy những sự dũng cảm, ngoan cường, kiên trung và lạc quan, vui vẻ. Ok chưa? Chấm. Đấy, xong. Đấy mới là tổng kết vấn đề nhá. Bởi vì ta vừa phải tổng kết vấn đề chính và tổng kết cái yêu cầu phụ nữa. Đọc những trang thơ ấy, ta lại càng thêm trân quý tài năng của một cây bút xuất sắc viết về đề tài người lính, góp phần làm nên diện mạo nền văn học Việt Nam phong phú và giàu giá trị. Ok chưa nào? Đấy, nhá. Thế nên rằng là em thấy đấy, phức tạp nhất vẫn là cái phần chúng ta nêu vấn đề so cho đúng và đủ thôi. Còn khi mà em đã nhuần nhuyễn những cách diễn đạt này rồi thì đúng là mở bài và kết bài nó không còn là một thách thức với chúng ta nữa. Đồng ý không? Thế thì với những cái hướng dẫn và với những dẫn chứng chị vừa mới nêu, với những cái viết mẫu mà chị vừa mới nêu ấy, thì các bạn đã hiểu về hai cách viết này chưa? Các em đã hiểu về hai cách viết này chưa nào? Các bạn xác nhận lại cho chị nhá. Có chỗ nào chưa hiểu không? Có chỗ nào mà cần lấy thêm ví dụ không nào? Hai cách viết này là cơ bản nhất, nên là chị mong là tất cả chúng ta đều phải hiểu, xong rồi là sử dụng được. Đồng ý không? Rồi, ok. Hãy chú ý nghe thêm cả những cái phần viết mẫu, những phần ví dụ nhé, để hiểu được là ta áp dụng công thức như thế nào. Đồng ý nha. Các bạn hiểu rồi đúng không? Không có vấn đề gì đúng không? Tiếp tục. Nếu như em thấy hai cách viết vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn được cái sự sáng tạo của mình, vẫn chưa thỏa mãn được rằng là ui em còn có nhiều những cái sự độc đáo hơn nữa cơ, thì hãy đến với những cách viết tiếp theo nhé. Cách viết thứ ba là chúng ta sẽ đi từ phong cách sáng tác của tác giả. Có thể với một số bạn, cái thuật ngữ, cái khái niệm phong cách sáng tác là một khái niệm mới mẻ. Thì chị giải thích một chút nha. Phong cách đó là chất riêng, là nét riêng trong quá trình sáng tác mà người nghệ sĩ ấy đã tạo nên. Nó là chất giọng giúp chúng ta phân biệt giữa tác giả này với tác giả khác. Đâu rồi nhở? Rồi chị xin phép ngắt lời một chút nhá. Trong cách một, cây bút tiêu biểu với tiêu biểu trong bị lặp thì thay làm sao ạ chị? Cách một, tiêu biểu. Tiêu biểu. Tác giả A là cây bút tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại này. Rồi, tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ ấy. Ở đây em có thể không lo về việc lặp đâu, bởi vì có thể viết ở đây chúng ta thấy nó gần nhau. Thế nhưng mà khi mà viết đầy đủ 1 đến 2 câu về tác giả, chúng ta thấy nó rất là xa nhau nhá. Nó cách nhau 1 này, 2, 3 câu rồi mới tiếp tục đến. Thế nên rằng là nếu em vẫn giữ nguyên dùng từ như vậy thì cũng không sao. Còn nếu em muốn thay thế nhá, thì em có thể thay thế như thế này. Thay thế cái từ tiêu biểu ở đây là một từ nổi tiếng chẳng hạn. Đồng ý chưa? Tác giả A là một cây bút nổi tiếng của văn học Việt Nam hiện đại, hoặc không biết gì cả, là một cây bút của văn học Việt Nam hiện đại cũng được. Đấy, thì đây chị mở ngoặc ở đây nhá, để các bạn nào mà chúng ta gọi là không muốn bất cứ một từ nào bị lặp lại ở trong cái đoạn mở bài của mình thì các em có thể thay thế. Ok chưa? Còn khi mà chị đọc cái phần ví dụ lên, các bạn cũng thấy đấy, là có thể chúng ta còn không cả nhận ra cái sự lặp lại đó, bởi vì nó cách xa rất, nó cách
rất là xa nhau. Đồng ý chưa? Đấy nhá. Rồi, nhưng mà đúng đấy là các bạn cần phải có thêm những cái từ ngữ thay thế cho từ tiêu biểu, bởi vì chúng ta dùng rất là nhiều. Tiêu biểu hoặc là đặc sắc, hoặc là nổi tiếng, hoặc là đáng chú ý. Đồng ý không? Hoặc là gây dấu ấn sâu đậm. Đấy là một số những cách diễn đạt khác đi để chúng ta tránh bị lặp từ nhá. Tránh dùng nó gần nhau quá thì chắc chắn là sẽ bị lặp rồi. Còn ở đây là nó cắt ra cơ. Và một đến hai câu này chưa kể là những câu các bạn sẽ viết khá dài. Đấy. Rồi, bây giờ tiếp tục quay trở lại với cả cách viết thứ ba này nhá. Thì chị đang giải thích về phong cách sáng tác. Phong cách sáng tác, các em cứ hiểu đó là chất riêng, là cái sự độc đáo riêng mà ta sẽ chỉ tìm thấy ở tác giả đấy thôi. Đó, thì đây là một cái nội dung mà chị vẫn nhấn mạnh khi mà chúng ta học kiến thức nền về các tác giả. Và bây giờ ta đã có dịp sử dụng đến nó rồi đấy. Đồng ý không? Nhá, không phải ngẫu nhiên mà khi tìm hiểu về tác giả tác phẩm, đặc biệt về tác giả, thì luôn có một ý ở trong sự nghiệp sáng tác là phong cách sáng tác. Thì đây, bây giờ chúng ta dùng đến rồi đấy. Nếu như em có vốn kiến thức về phong cách của các tác giả thì có thể đi theo cách này một cách rất là hay. Cách viết như sau nhé. Mỗi người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác đều mong muốn có chất giọng của riêng mình. Ở đây chị dùng từ chất giọng thay cho từ phong cách là một cách hình tượng hóa nhé. Tác giả A đã thực sự thành công khi đem đến một giọng văn hoặc là một chất thơ cộng với một vài từ về phong cách sáng tác của tác giả ấy, khiến bạn đọc mang một nỗi nhớ, niềm thương đặc biệt. Ở đây hết chỗ nên chị chưa nêu về tác phẩm. Đồng ý chưa? Thì các bạn bổ sung nhá. Tác phẩm B là kết tinh của phong cách ấy. Sau đó là chúng ta nêu vấn đề. Đồng ý chưa? Hết chỗ khổ lắm, còn mỗi một dòng thôi. Chị không muốn sang trang mới, nó bị ngắt quãng. Rồi chúng ta nêu vấn đề nha. Đấy. Rồi. Đồng ý không? Thì đây, ví dụ đề bài yêu cầu chúng ta là cảm nhận về diễn biến tâm lý của nhân vật ông hai trong truyện ngắn Làng, từ khi mà ông nghe được tin làng Chợ Dầu Việt Gian theo giặc. Đồng ý chưa? Ví dụ như thế nhá. Thì chúng ta có thể áp dụng như thế này. Phong cách của Kim Lân là gì? Đó là sự chân chất, mộc mạc. Kim Lân được mệnh danh là con đẻ của đồng ruộng mà. Người con xứ Kinh Bắc, một nhà văn một đời đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của đời sống nông thôn mà. Đúng không? Đấy, thế thì chúng ta thấy được cái chất mộc mạc, giản dị, đúng chất nông dân ở trong văn của Kim Lân luôn. Đấy là phong cách đấy. Thì chúng ta sẽ áp dụng vào trong công thức này như sau. Mỗi người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác đều mong muốn có chất giọng của riêng mình. Tác giả Kim Lân đã thực sự thành công khi đem đến một giọng văn mộc mạc, giản dị, đậm chất thuần hậu nguyên thủy của đời sống nông thôn, đặt trong ngoặc kép, mượn cái lời nhận định của nhà văn Nguyên Hồng để nói về phong cách của Kim Lân nhé. Khiến bạn đọc mang một nỗi nhớ, niềm thương đặc biệt. Truyện ngắn Làng chính là kết tinh của phong cách ấy. Trong tác phẩm, đúng không? Trong tác phẩm, nhà văn đã miêu tả hoặc đã diễn tả chi tiết tâm lý của nhân vật ông hai khi nghe tin làng Chợ Dầu Việt Gian theo giặc. Chấm. Đồng ý không? Đấy, thế là có phong cách của tác giả trong tay thì em dùng công thức này cho tác phẩm nào cũng được luôn. Bởi những tác giả chúng ta học đều là những tác giả có phong cách độc đáo các bạn ạ. Nhá, đều là những tác giả có phong cách độc đáo. Và trong kiến thức nền chúng ta đã có kiến thức về phong cách rồi. Thì bây giờ các bạn có thể, nếu như em tâm đắc với cách viết này, em có thể liệt kê lại phong cách của tất cả các tác giả để chúng ta ghi nhớ, chúng ta thường xuyên xem lại. Đồng ý không? Còn thực sự ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể suy ra được phong cách của tác giả từ chính cái nét đặc sắc trong tác phẩm mà chúng ta được học. Bởi vì có một sự thật là những tác phẩm chúng ta học ấy, đó là những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của tác giả ấy. Nghĩa là nó đúng là kết tinh của phong cách sáng tác của tác giả đấy. Nên tác phẩm ta học nó như thế nào thì phong cách của tác giả là như thế. Đồng ý không? Các bạn hiểu không ạ? Đó, nhá. Nhưng đấy là khi mà chúng ta đã rất là thuần thục
rồi. Còn nếu không ấy thì tốt nhất là các bạn có thể liệt kê lại phong cách của các tác giả để mà chúng ta học, nếu như muốn đi theo cách viết này. Và chị khuyến khích là các bạn cũng nên sử dụng những cách viết này ít nhất 1 đến 2 lần trong các bài viết của mình đi chứ, đúng không ạ? Bởi vì có thể bây giờ ta nghe đến ta thấy nó khó, nhưng khi ta dùng rồi ta thấy mình như bước lên một cái tầm cao mới ấy, kiểu như thế. Mình như là khám phá ra một cái chân trời mới thì cảm giác đấy sung sướng vô cùng. Nó thôi thúc chúng ta sẽ học không ngừng và mở rộng không ngừng đấy. Ok chưa? Rồi, đó. Thì đây là mở bài nhá. Tương ứng với đấy, bước sang kết bài thì ta viết như thế nào? Đây, vẫn là một câu tổng kết vấn đề. Và câu tổng kết này thì làm sao mà em nêu lại được đặc sắc nghệ thuật và nội dung của cái vấn đề nghị luận? Thì đoạn dẫn chứng mà vấn đề cho, mà đề bài cho là được. Bởi vì các bạn có thể thấy là trong những ví dụ chị vừa nêu ấy, thì mỗi ví dụ là chị có một cái câu tổng kết khác nhau, chứ nó không cố định theo một cái cấu trúc nào cả, đúng không? Miễn sao là chúng ta nêu lại được về cái nội dung chính trong đoạn dẫn chứng mà đề bài cho, trả lời được một cách ngắn gọn nhất về câu hỏi của đề bài, thế là được. Đấy chính là tổng kết vấn đề đấy. Đấy nhá. Nên chị ở đây chị chỉ ghi một câu tổng kết vấn đề thôi. Sau đấy này, cách dẫn dắt của chúng ta như sau. Tác phẩm B chính là một điểm sáng cho chất giọng cộng với cả phong cách sáng tác của tác giả A. Ta có thể viết lại những cái từ ngữ mà ta đã viết trong mở bài ở phần này. Đồng ý không? Có thể viết lại hoặc là dùng những từ đồng nghĩa, hoặc là viết lại một số các từ đã xuất hiện trong mở bài. Ta viết lại ở đây. Đấy. Và những trang thơ, trang văn hoặc những giá trị ấy sẽ luôn là thứ vân chữ tâm huyết mà người nghệ sĩ cống hiến cho cuộc đời này. Dùng hình ảnh vân chữ để nói thay cho phong cách cũng là một cách đem đến cái hình tượng hay ho cho kết bài của chúng ta. Đồng ý không? Ví dụ nhá. Ví dụ. Từ chỗ bàng hoàng đau đớn, đúng không ạ? Nhá, cho đến khi, từ chỗ bàng hoàng đau đớn, cho đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi nghe tin cải chính. Tất cả diễn biến tâm lý ấy, được nhà văn, tất cả những diễn biến tâm lý của nhân vật ông hai được nhà văn Kim Lân khắc họa chi tiết trong trang văn của mình. Chuyện ngắn Làng chính là một điểm sáng cho chất giọng hồn hậu, tự nhiên, giản dị của nhà văn Kim Lân. Những trang văn ấy sẽ luôn là thứ vân chữ tâm huyết mà người nghệ sĩ cống hiến cho cuộc đời này. Đồng ý chưa? Nha. Đấy, thì các bạn đều có thể thấy có một điểm chung trong những công thức viết kết bài này là gì các bạn thấy không? Là nó rất là ngắn gọn và dễ nhớ. Các em có thể thấy là nó không có những câu phức tạp ở trong phần kết bài này đâu. Bởi vì chị biết rằng là chúng ta hay viết kết bài trong lúc lúng túng, luống cuống. Nên cái gì mà phức tạp thì tốt nhất là đừng có đưa vào kết bài làm gì cả. Đúng không ạ? Đấy, thì ở đây đều là những câu văn ngắn, dễ nhớ. Nên chị mong là sẽ giúp cho các bạn có được những phần kết bài mặc dù là viết nhanh, viết vội nhưng vẫn đúng, đủ và hay nha. Ok chưa? Đấy, thì đây là cách viết thứ 3. Các bạn đã ghi lại kịp chưa nào? Các em đã ghi lại kịp chưa? Đồng ý không các bạn ơi? Các bạn nào mà đã ghi xong rồi thì có thể thả tim nhá. Có thể thả tim hoặc bình luận cho chị biết. Để chị chuyển sang trang mới đây này. Rồi, ok. Cố gắng vừa ghi vừa lắng nghe. Những phần nào mà chúng ta thấy nó còn mông lung ấy thì cứ tạm thời đặt bút xuống, nghe cái đã nhá. Rồi để cách ra viết sau cũng được, không sao hết.